Khi đã tiêm lao được 6 tháng rồi mà chưa lên sẹo thì đây là một trường hợp chúng ta cần phải làm một cái xét nghiệm để trước khi chúng ta có tiêm lại hay không. Thông thường thì là sau khi trẻ tiêm vaccine ngừa lao thì từ 2 tuần cho tới 1 tháng thì trẻ bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu mưng mủ tại vết tiêm, và sau vài tuần thì sẽ tạo cái sẹo khoảng 5 mm. Thì tùy cơ địa của từng trẻ mà cái phản ứng này có thể xuất hiện sau vài tuần cho tới thậm chí tới 6 tháng mới có thể xuất hiện cái dấu hiệu sẹo. Như vậy con bạn đã từ 6 tháng trở lên mà chúng ta chưa thấy vết sẹo lao thì chúng ta cần phải thực hiện một cái xét nghiệm, đó gọi là phản ứng lao tố hay gọi là phản ứng măng tu. Tùy vào cái kết quả mà chúng ta sẽ tiêm vaccine ngừa lao lại cho trẻ hay không.